lai mới lai, lờ mới lờ không ạ, còn phờ là phai ép đấy. Có ba cái ông sâu ập phai thì nó sẽ kiếm là đánh con rồng ra, còn sâu ập lai với cả sâu ập lai thì nó là cái khác. Phai là băng, sâu phai phai đánh con rồng ra đéo hiểu. Ủa cái nai là gì? Nai là đánh ở trong địa ngục ấy. Còn lờ thì sao? Còn lờ thì không biết. Lờ là lờ là con rồng. Lờ là đánh trong địa ngục. À đánh con rồng ra. À lờ phờ đánh con rồng ra. Ép đánh con rồng ra đấy. Mà ông có biết cách để kiếm ra đâu ấy? Đéo hiểu. Hết máu kìa, ăn máu lên. Ừ cả. Ờ. Sao tự nhiên hết máu nhỉ? Sao bây giờ em đi lấy đây? Ông bảo biết cách kiếm ấy mà. Ông qua vùng băng thử xem. Qua vùng băng đúng không? Qua vùng băng xem thử. Cứ nghi vấn chỗ này nó khó. Cái bảo ông dẫn đúng rồi, đéo hiểu. Trong wiki nó ghi thế. Nhưng mà làm cái gì thế này mới ra chứ. Đéo đi thôi, đánh nhau à? Chả thấy nhau. Có vùng băng chơi đi. Vùng băng ở đâu nhỉ? Vùng băng ngay đây đây. Mình đang đứng trên vùng băng này. Trước tôi đi vùng băng này, tôi bị con người tuyết đập chết rồi. Giờ không biết có món nào. Thế hả? Thế hả? Con tuyết này hả? Cô bác kìa. Có mấy con quái vật mới, nếu hiểu, là nhiều quái vật mới mãi. Có con sói nhìn bao ngầu. Đấy không có gì đâu, đi trên mặt này thôi. Ôi trên này tối vãi không? Kính. Kêu tôi sợ bóng tối. Cắm cái đuốc ra. Cắm đuốc đi thôi. Ý là tôi đi dưới nước ấy, cắm nước thì nếu mà được. Cầm cái xanh xanh ấy. Hoàng Diệp. Phạm Hoàng Diệp ăn chơi nếu hiểu đang ăn cơm. Mày. Rồi cuối cùng tay le qua. Đi bộ tôi ngay gần đéo le đéo hiểu đi từ đây tên le. Làm biếng á. Biếng cái đéo cái thuốc tên le có phải là dễ kiếm đéo đâu. Con này không mày, tôi nghe tiếng gì đấy. Bên kia có mấy con quái kìa. Cái thuốc tê le nó khó kiếm bãi đáy ra, nó không phải dễ kéo đâu. Dùng mang tung ngay gần. Cách có tí đường rồi, từ đây. Kéo. Cái này có gì? Chả thế không có mẹ gì. Đây tôi thấy bom. Bom từ gì? Cái gì vậy? Bạc à, đéo hiểu. À. Tầm này lấy bạc đéo đi vậy. Không thấy có cái gì mới. À thấy có cái vẹo gì. Rồi ông vứt bớt đồ đi. Tôi dành bếp lửa đéo hiểu. Bật lên cho ấm à. Ôi dưới kia có cái đéo gì kìa. Thôi. Thôi đáp cái đéo đi. Mày. Ui chết cả mấy cái con gì nữa. Ôi con gì đây? Con mới này. Có gì không? Chưa thấy gì. Cái này có gì đâu mày? Cái hang này nhìn lạ nhỉ, màu lạ lạ. Ừ, lạ mà. Cái này có gì đây? Ui, quay. Đập vào đi. Đập vào đi. Đeo rồi đấy. Chả có cái đéo gì cả. Tìm kiếm những vô vọng cả. Ta thấy. Anh em mình qua vùng vùng lá cây kia chơi nhỉ. Ném bom đi không ạ? Đào sâu trong con quần què gì. Ném đâu bây giờ? Cái đéo gì thế? Chết đi. Đào thành cái chỗ có nước ra. Đâu dưới này đây.
Đây nha. Đây, chỗ tôi này. Đây, tôi ném bom rồi. Cái này có nước mà. Nước đéo đâu. Bên tới em đây, có nước. Đây, tôi ném bom. Ném bom nè. Chạy, 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 chạy. Ôi, chết mẹ luôn. Bám cái dây kìa. Ôi, trái tim, trái tim, trái tim, trái tim. Đấy làm quái gì không? Đúng là... Quấy sao? Tôi có, ủa, tôi vẫn bị trong hòm. Tôi cắm ít... Ui, ông ơi, tôi mới này. Chỗ gì này? Đang đi nối đuốc, à, nối dây. Cái này là cái gì vậy? Ơ? Bằng... Con này... Cẩn thận có bẫy quá, tôi tưởng nó là sa mạc, hóa ra đây cũng có. Từ để tôi giải thả dây vô. Ôi cái con ma này tôi tưởng địa ngục nó có. Ui vùng nào đấy? Ui ui ông ơi. Cái vùng nào này? Ui ui. Từ từ nào đi xuống không phải. Ở đây có cái đéo gì này. Ui. Nhìn bên phải này, nhìn bên phải này. Ui, qua đây này. Qua đây này. Cái gì? Ui. Nhìn này. Thấy không? Thấy không? Cũng rất thứ à? Có quái mới ấy. Đừng ngay, từ từ, quái mới thì đầy thôi nhưng mà. Đừng có thang vội, từ từ. Đi đường này cắm cái đuốc ra, đéo hiểu đi. Má, tôi ném bao nhiêu cái ấy ra rồi. Cái đấy nó không cần. Ui, con này bắn tia laser này, có con bắn tia laser dưới kia bắn tôi kìa. Đừng có đáp cái đấy. Mẹ. Cái đấy nó chỉ phát sáng một lúc thôi. Con chắc nó mới làm cái quái gì cũng... Ở hôm qua kia lấy... Ôi con gì con mẹ. Ôi dồi ôi, ôi con rùa. Ôi con rùa nó đáp một phát. Nó đăn một phát thôi 100 máu á. Phải lì thật. Có hòm này không mẹ. Cái đéo con đéo nó bắn tôi đấy. Ôi con này tàng hình rồi. Đéo rồi. Nó toàn quái mới, quái xịn, quái hịn không. Không ai cứu, cứu. Con này có bắn tia re này. Hồi máu lên đi kìa. Ui. Hồi máu lên đi. Ui ngon. Cái gì ấy? Ui ngon. Cái gì? Gương thần này ông ơi. Cái gì cơ? Gương. Gương tê lê á? Gương tê... Ờ. Ngon. Cầm mà tê lê. Không hình như... Ờ đúng rồi á. Gương tê lê. Ông bước cái gương của ông ra đây tôi đọc thử xem không giống cái gương này không? Cái gương tên này thì nó là Magic Mirror. Có phải Magic Mirror đâu? Supply. Đâu? Đây. Ờ đúng, có thể đây cũng tôi tìm được à? Thì tôi bảo ở đây có mà. Ờ, có một cái để gọi con bắt này. Cầm về và gọi ra. Một vàng này. Một cái đáp này. Máu này. Này, đây có bình máu này. Cầm mấy bình máu theo. Bước cái gương của ông ra đây. Tôi xem thử. Gương của ông ra. Gương, cái gương tên là Mirot. Magic Mirot. Ông bị ngã giá là sao? Ông, tôi bảo ông bước cái gương của ông ra đây. Đâu, ông bước cái gương của ông vào trong con lợn đi. Khổ. Con lợn ông có thấy mẹ được không? À đúng rồi, không thấy được à? Nhưng mà để làm gì? Vứt ấn lung tung lại rơi mẹ. Đây à, đấy. Bấn, đây. Đây, đây, ok. Xem cái đéo gì không biết nó gì cái tên nó biết. Không, tôi đọc cái ấy thôi. Đọc cái gì? À, của sao lại băng nhỉ? Của ông là ấy, còn tôi là băng. Thế có khi là đồ của ông đồ khác đấy. Ừ, đã bảo phát rồi. Cất bớt đồ con lợn đi. Mẹ kinh nghiệm mất hai cái gương rồi chả không biết. Okay, tự nhiên mất cất bớt đồ ở đây này. Ông ơi, đi cái hướng ray rồi, em có biết cần không? Hướng ray làm điều cái đéo. Ừ. Phải đường cụt nè. Đi dưới đây xem nào. Dưới này. Ui, nó bắn ra xe. Đi đường dưới rồi, bây giờ mình cứ đi đường dưới xem có cái gì bên dưới thôi. Khám phá hang nó phải đi đường dưới chứ bên trên này không có gì con này đâu.
Nhưng mà đây là một cái hang khác hay sao nhỉ? Không hiểu. Ui đi 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 đi. Ui đút tia, ui đút tia. Tia tia. Nhiều quá. Chó, chó, chó. Từ từ thôi nhá. Phải triệu hồi nhẹ độc. Thả chiếc béo đi mày. Chạy lâu. Từ từ. Ôi con đéo gì này? Chiến binh samurai à? Nhẹn tôi đang bắn nó như điên nhưng mà đéo thấy nó thâm lắm. Đặt nhẹn ở dưới không ạ? Đặt tôi nhẹn dưới này. Nhẹn đang cắn nó như điên này. Ô, nó rơi hình như mấy cái này có thể chế cánh được cái thao không ạ? Mấy cái tia này. Y chốc này. Máu này, lấy đi. Máu đi. Máu này. Lại phun mẹ hòm rồi. Ui. Ôi có con ma, ma 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 này. Nó rủ quá. Ô sâu lại. À giết con ma, giết con ma ra sâu lại này. Có con gì đấy? Đéo hiểu à, nhiều con đéo gì vậy đấy. Cô vò tôi, ma 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 ma. Con ma này này. Ô con ma rơi quả trứng này. Tôi phun mẹ hòm đồ rồi. Trứng tôi bị nó ép khóc. Sâu lại tiếp kìa. Ui nhiều lắm. Giết con ma ra nhiều sâu lại lắm ạ. Đợi tôi chết bát đây. Mẹ nhiều đồ linh tinh quá. Ô cái này vừa tăng tất cả năng sức mạnh trong 30 phút à? Căng vậy. Ô cái này cái đu mới à? Thở cái mà. Cái đu bình thường lắp ở đâu nhỉ? Lại được cái sâu lại nữa thơm. Có khi ở đây đúng là tìm được nhiều hơn đấy. Được 5 cái rồi này. Tin o, nếu hiểu tờ này còn cầm theo tin o để làm gì cả. Vô vô. Cất bớt đồ đi ông ạ. Tôi thả lợn nó nhá. Lại mất cái gương rồi. Sao mất? Lại mất gương rồi. Sao mất? Mất cất không hiểu luôn. Không làm gì mất. Chả hiểu. Mất rồi. Chứ nó phải lý do thì nó mất. Tôi có cái súng này không mày. Súng cái cất răng này. Cái đu này thì mình lắp ở chỗ nào ấy nhỉ ông nhỉ? Thường mình lắp ở chỗ nào ấy nhỉ? Cái đu gì? Ông vừa lượm cái đu à? Ừ tôi mượn cái đu mới này. Ui ngắn tí không ạ? Đâu? À đâu cái này phải đu cái này để đánh thôi. Phế loài ạ. 13 đam ạ, vứt mẹ đi. Ui, thôi vứt mẹ. Vứt tôi này. Cái này được cái nó có gì tốc độ siêu nhanh đấy ông thử cầm thế mà. Đấy, cần thì dùng, không dùng vứt đi. Tôi nhặt được cả cái súng bắn tuyết hay sao này. Snowball cannon này. Tôi bạn tôi đưa cho ông. 10 đam ạ, đéo hiểu ạ, vứt mẹ đi. Thế từ thằng này cầm cái đồ 10 đam. Đây 13 đam, đéo hiểu đánh ai. Uống mẹ này à? Đỡ thật to. Ông ơi, dưới đây lại có gì nữa này? Qua đây chơi đi. Sâu hộp nai thế? Ủa tự nhiên đánh con rơi tím tím là sâu hộp nai đấy. Ừ, từ đây cũng rơi nhiều mà. Mẹ. Đây nhiều hơn cả dưới ấy. Đi đường này bị dính nước không à? Đi sang bên này đi, đi sang bên này. Đi sang méo bên này. Chỗ bị dính nước rồi. Đào tránh cái nước ra. Kia bên này đông à. Dạ, để tôi ném mấy này. Cái gì nhảy nhảy ở bên dưới kia vậy? Mấy con quái vật mà. Dạ, ta tôi ném một bom này. Chạy 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 chạy. Đừng đá bom nhiều, đừng có tận dụng lãng phí bom. Đất nước có chảy. Ôi con ma ở dưới á. Con ma đi thiên tường. Ôi sâu lai này. Ừ, chứ con ma thì rơi sâu lai nhiều lắm. Nè. Đừng đào xuống chỗ đấy. Thôi quả, đào chỗ này cũng được. Là tối như hũ nút ạ. Cái gì nháy nhỉ? Cắm cái đuốc đi, cắm ít đuốc đi. Tôi không mang theo đuốc. Thôi quả,
không cần đá bom đâu. Đánh cái con này rơi ra cái y chôn này, cái y chôn này cũng có thể để làm chế cánh sao ấy. Ờ đúng rồi, cái đấy chế được nhiều. Có hồng nai kìa. Con này chơi không? Con này chơi không? Tôi nối cái đường xuống á. Và được nối đâu. Giờ mình bá đạo mày ăn bay lượn vạn xạ này. Đúng rồi nối. Mày lắm like crystal đấy. Bên này đông đảo lắm này. Đánh nhá, bị mở đường ngay đánh ngay nhá. Ôi con đứng. Cái tên vứt con nhện vô, vứt con nhện vô. Vứt nhện vô đi, vứt nhện vô đi. Gì vậy, ông đập nó thả ra hết rồi. Thả ra nào? Ông đống thằng vẫn đang đây, khi cho ông lật mặt lên. Ui, sộp này rồi, đống luôn. Rồi, tí về tha hồ mình thấy cánh rồi. Nhưng mà cái sâu apply thì vẫn không, cái lò cao ấy vẫn không thấy đâu nhá. Hiểu, hiểu. Em gọi gì anh rồi? Gì cái hòm xuống nhanh vãi đấy. Bom boomerang mới này. Đâu? Đâu xem nào. Đây. Mua mấy răng băng. Ui củi bắp. Không bằng cái của ông. Nó đánh được có một cái à. Máu này. Cầm mấy máu đi. Mẹ ăn gì có số 7. Mẹ của mẹ trong chúng mình thư của mẹ. Đâu băng đâu, đưa cho xem nào. Mua răng băng đâu. Đấy cậu, đấy. Đâu? Đâu? Băng gì? Bùi đang băng ấy. Đây. Ông dùng không? Tôi đây. Tôi làm bùi đang băng hỏa. Yếu lắm. Làm bao nhiêu? Ừ, không có tiền à. Đây dài trong cái thanh kiếm này. Ui, đạm 19 ạ. Phế thế. Đạm yếu lắm. Đấy đâu không? Ui, đang băng lửa. Vào chỗ mẹ ngủ đi. Ngủ đây cho xem phim, xem YouTube. Nghe hai đứa. Ôi mẹ ngủ đi. Phế qua ông ấy phi như dãi ấy. Kìa con ma đánh không kìa. Anh nhẹ của tôi xử lý hết rồi. Xử lý cực đánh ông gần chết đấy kìa. Con nhẹ mất dậy. Con nhẹ cục bắp. Ăn máu lên đi. Ủa sao lại thế này? Ăn máu lên đi. Ăn đồ. Ăn đồ. Kiểu đi một lượt chắc về đủ mới ăn luôn hai cánh. Nhưng mà hai cánh tôi muốn làm cánh thiên thần cơ. Cánh thiên thần phải kiếm được cái soul apply nó cao. Đòi hỏi. Đòi hỏi lắm vậy. Ô, tôi nhặt được cái đéo thì của con ma kìa. Tăng 4 defense này. Ui đi mẹ con rùa nó lăn rất là đau nha. 200 máu phát. Đấy đi. Bao đầu. Có số hộp này đánh rùa cũng ra này. Tôi 6 cái, ông được bao cái rồi. Tôi là 10 cái rồi. Đào xuống tiếp ở đoạn này đi. Ôi đồ đây con nước thì đi chết tôi tôi chết tôi. Có nhiều đồ quá không biết tích bớt đâu. Sao biết được, mẹ hỏi mấy đứa này. Sáng giờ mẹ dùng con có dùng đâu. Cái này tôi ném mấy nè. Đó, đi qua đoạn nước rồi ăn ném, đi qua đoạn nước ăn ném. Ra. À, đoạn nước cái gì. Ui con ma này đi xuyên tường rồi. Con đi xuyên tường mà. Anh có đi không em? Đang ấy, tôi vừa nhặt cái viên kim cương, tôi đang xem cái gì. Tôi vừa nhặt được cái này này. Tăng 4 đi phen, không biết là cái gì. Đang thử rồi. Rồi bom xuống đi ngủ nên bỏ mẹ. Rồi bom xuống. Đi ngủ với bom, vô phòng. Kìa. Luôn.
Nhớ rồi, lại được không online à? 7 gái à? Đào tiếp. Bom nổ giờ chết nhéo. Đùa kìa, đánh đùa đi, đánh đùa đi. Thôi thế thôi, thế thôi, thế thôi, thôi thôi. Có ném đâu. Hãy sụp ngay này. Tiếp con đùa không à? Giết đi, tự đi, giết đi. Đùa ngày á, mình gọi thôi. Cương này, tính này, tính này. Ê. Ông nhảy nó cũng bể. Bể đéo đâu. Ông phải nhảy, nhảy cao lên cương. Đừng có phá, rồi rồi phá mẹ hết. Cái này nguy hiểm lắm, không nên đứng. Ui 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 ui. Dưới đây có mấy con này là có cả chép nữa này. Đợi đi, từ từ nào cũng nhảy xuống trước. Hãy sâu hôm nay. Ok. Tôi lượm cái cung này. Cung gì? Ui 51 đam cơ. Ngon đấy. Ui, ui, ui. A xe không này? A xe. Cung băng à? Bắn A xe này. A xe này. Tôi bắn y hệt như cái con kia bắn đi. Sao chết? Kiểu chiều của tao mày. Mày dám sao chết kiểu chiều của tao. Úi đéo rồi đấy. Đéo rồi rồi. Úi rồi, úi rồi. Ui mẹ ơi, bà đi ngủ không? Tôi nhìn thấy rồi, vừa nãy rồi. Ui, đi đây này, có phòng này. Đông, đông, đông rồi. Cái gì? Đâu ấy, ông làm đâu ấy? Bên đây à? Bên này. Ui, lại bùm mì răng. Bùm mì răng ấy. Bương băng à? Bất tử đi. Máu mình tối đa thế nhỉ? Hình như chưa không á? Ờ, 500 cơ, nhưng mà... Ăn mẹ ăn phá ở chỗ kia cơ. Thôi tự nhiên cái con ấy đánh tôi. Tìm có o à. A xe. Cung tên nhiều quá cũng chả lắm. Mà bắn yếu nhỉ, có 53 đam nào. Máu này. Không nhặt máu à? Máu trong hòm này. Ui nhiều. Nhiều lắm, không đến được. Thôi 19 đam thì phải vứt lại đi nó lành. Ui, quặng mới mà ông không đào mà ông còn cắm đuốc vô đây. Quặng gì? nhìn cái kiểu này. Ai ô. Phải là cắm luôn. Ông còn chưa có cả bộ này đâu ấy. Tôi cũng chưa có. Bộ gì? Bộ mi... bộ ấy cũng thích. Con nào tắn tôi ấy nhỉ? Có mấy con tàng hình như nào ấy? Cẩn thận đấy. Lại sâu offline này. Lại ba con gì đấy? Cái này là cái gì ông ơi? Nè. Ông ơi, cầm đấy nè. Tôi chả hiểu luôn ấy. Tự cầm đi. Không, cái như kiểu ba con là cái gì? À ba con không có tôi nhặt được, chả biết nó là gì cả. Thịt à? Những thịt à? Sắp chết rồi kìa, ăn máu lên. À. Như kiểu tăng sát. Offline kìa, tự nhiên đánh vào những điều kiện làm. Đây nhiều sâu offline vãi đái luôn đấy, không phải là. Đi đây chứ. Bọn mày đang tụ tập gì ở đây đây? Tụ tập gì ở đây đây?
ngõ cụt ép đi, ngõ cụt không phải đâu. Đây đang đây không làm gì đây, đây đào xuống chứ làm gì. Ôi, quay về cái cũ à? Không, mình có thể đi cái xe này xuống này. Ôi, để con chết thôi nào. Ôi, chết bật, chết à? Cái gì? Phải, cứ... ông bóp phải. Bóp cái gì? Ông nhảy vào người nó chết, kêu tôi bóp. Đã bảo để tôi test thử đồ thì sẽ... Test cái gì? Ông nhảy vào người nó không chết. Nhảy làm đéo với ông cả. Nó bảo ăn máu lên đi, lúc đéo nó cũng để máu thấp. Đéo cái mộ của ông màu vàng ở nơi. Ôi đi kìa. Đi còn mẹ. Sao vậy, sao vậy? Đang vứt đồ, nếu thôi rồi, kiếm được một đống soul of life rồi. Soul of night. Đi xuống. Sao nhà mình có zombie ở đây này. Một đống, tự nhiên bọn nó tự mở cửa. Ông có mở được cửa cho tụi nó vậy? Mày nhiều cái đồ lung tung quá. Chế đồ mới xem cái này đi. Cái quặng để đâu nhỉ? Quặng để đâu không? Quăng gì? Tìm trong mấy cái hòm đi. Các quái đông quá nhỉ. Sắt mẹ đen à, tấm cửa vào. Ôi tự nhiên đâm đầu nó vậy. Ông là thằng mở ra này. Chắc chắn. Tôi không bao giờ nghĩ thế. Để xem nào. Mẹ mấy cái quăng. Đéo ai mở cửa đấy. Mẹ một quái mới tự mở cửa. Đặt mẹ nó nhẹn hoài. Chế đủ. Được được. Ờ mày chưa có gì được xem nào, bây giờ mình điều đồ quá, tứ lung tung. Phía thời một đống này. 40 mấy 50 cái này. Chính là a xe mà. Chế cái mũi tên xịn mà bắn cho nó nhiều đám. Có mà, nãy có mũi tên địa ngục mà. Cô làm gì vứt hết mẹ. Thì sao nó vào rồi, không có. Tí nữa thì vứt hết cùng. À tôi test thử xem. Mana mình chắc là full rồi đúng không? À, mana full rồi. Kiểu, nó chỉ có hiệu ứng là những kiểu băng tan. Gương tele á. Cái gì cơ? Không có tác dụng gì à? Gương tele á. Mẹ bó. Biến về. Với cả làm hiệu ứng băng tan. Nèo hiểu. Thế mà nó ít nhất nó biến về được rồi. Mẹ nhiều mấy quá. Nào có đoạn này xem nào. Tè. Cái game bị cái gì mà toàn bị mất gương. Cái gương của mình. Hay không? Nghĩ mà. Anh đi cơ mẹ. Mẹ. Để quái vật nó tràn hết vào nhà. Trong con lợn ông thử vào con lợn của tôi xem mà ông có tiền không? Không. Tôi làm sao vào được lợn của ông? Thì mà mình sắp 3 kim cương rồi. Phải đấy. Nào mà. À tôi có đuốc này. 99 cây đuốc này. Ôi, nãy giờ tưởng không có. Mày nhờ cho hóa này, úi dụt tiền ngoài này. Úi dụt tiền, nhặt được vàng mấy ạ. Chế đồ đi không ơi. Đang đi tìm mẹ, mấy cái lìn này, thì muốn vứt bớt đi. Thành ra 200 cái thôi, xuất 270 cái đi. Bây giờ có khóa bên này không? Đi cơ mẹ. Con zombie nó có vào nhà mình, có chìa khóa. Cho mẹ nó đi.
Ờ bây giờ, nhưng mà bây giờ chế cái bằng cái gì? Oh, crystal này. Chế cánh hả? Ừ, chế cánh mình có nhiều lắm rồi này. Mình có, tôi có 22 cái rồi đấy, ông có bao nhiêu cái? Ờ, 13 cái. Đi. Chế được một cái rồi đấy. Chế thử cái đi. Để xem nào. Nghe vô xem. Cái cửa thần đèn ạ, cứu hiểu. Đây, ra tôi vứt cho này. Thần đèn. Chế thử cái cánh không nào. Thần đèn này. Nhưng mà không biết là chế được cái mục nào. Con nhớ đánh tôi. Đánh lại đi. Skill. Con ghẻ lậu mấy được à? Ông dám chê nó ghẻ lậu tí nó vặt thôi. Con gì? Tí mất sổ like. Không làm đâu. Làm đâu ấy? À, chìa khóa tím mình chế cũng được. Chìa khóa tím chế bằng gì? Nhưng mà bây giờ mình phải chế bằng cái gì ấy không ạ? Soul of Fire nữa hả? Đâu có Soul of Fire luôn. Mẹ thấy con tờ hơi này. Đóng mẹ cửa à? Ông gắn cái... Ông sẽ gắn Soul of Light vô. Tự nhiên ra thì Soul of Fire. Chà hiểu. Tự nhiên đâu nói mình đúng. Sao quái đông quá nhở? Không phải ngày gì mà quái đông quá nhở? Phải mặt trăng máu không? Đây đang mặt trăng máu đúng không? Đang mặt trăng máu đúng không? Nó quái đông quá nhở? Ok, chết rồi. Nhầm thằng rồi. Mình vừa làm đéo gì với thằng ấy nhở? Cái thằng Brian đâu? Đéo hiểu. Ở đây. Thử xem cái này chế ra cái gì không? Nhẹ đâu bỏ kê to. Living Block. Ờ, chế ra quyển sách đấy ông ơi. Ừ. 12, 21 Magic Dam, đéo hiểu. Không hiểu nó có cái tác dụng gì. Ui, thua rồi tôi. 15 Soul of Light mới cả cái quyển sách. Từ từ để tôi tìm hiểu. Cái này chưa ai chôn đát 10 lần gần đa tự mở cửa ông ạ. Mini attack toàn mấy cái vớ va vẩn em ơi. Nếu chế ra gì này, nếu chế ra gì á? À? À cái này mới ở cái áo choàng của tôi nó ra là một cái ấy mới này. Ô ngon cái gì tôi gọi quáp cái áo choàng mới ở cái thánh giá nó ông đưa tôi á. Mấy cái áo choàng thì tôi bảo cái đấy grab luôn mà. Ra được một cái star veil rồi, một cái dây chuyền mới này, ngon. Nhưng mà quáp có mất đồ không? Cái áo choàng của tôi đang có trong 3% đam mạnh vãi. Có chứ. Mất dòng ấy. Mất dòng không? Có. Đi. Có. Thế có được dòng không? Thay dòng khác. Chắc không ấy. Chỉ là đéo được dòng gì đẹp. Tỷ lệ. Đi. Nghe có vẻ là hơi phế. Cái cả cánh quỷ ạ. Chế được cái ra cánh quỷ. Ông chế chưa? Không, chưa. Làm cả. Đủ chưa? Đưa đưa vứt cho thử chế ra thôi mà, xong rồi thử đeo mặc bay thử xem nào. Đủ. Đủ chưa? Đấy tôi vứt ra cho này. Không biết bay cao. Nhưng mà không biết bay cao không. Thế cứ chế thử xem nào. Nhưng mà ông đủ đồ chưa? Đủ rồi. Đủ luôn rồi á? Đâu mà lắm thầy. Tôi đang cầm 20 mấy cái này. 20 cái sổ này. Đủ. Đủ luôn rồi đi. Thế chế thử xem nào. Chế từ đâu? Từ từ để xem cái cuốn sách này thì làm cái gì. Khổ ra đéo muốn tiếc vào này thì thôi. Ui, ông ơi, cái ấy bao mạnh luôn không ạ? Cái gì? Cái cuốn sách bao mạnh luôn không ạ? Cuốn sách gì? Đây để tôi mang đi chế rồi. Không biết cho tôi cái sổ hợp này. Đây, 22 cái đây. 22 cái đây. Đấy, 22 cái đấy. Còn kia nữa. Cái gì? Like đâu? Like đâu? Like gì? Chỉ có like thôi, đừng có like. Sổ hợp like trong... Sổ file. Đấy. Vứt hết rồi ấy. Nhưng mà chế cái cảnh ăn. Tôi cắt cái cánh. Ừ, chế cái cánh mà. Đấy, chế cánh đi. À, Soul of Light là đánh được trong ấy. Fire được rồng.
Phai là rồng, còn lai thì không biết đánh ở đâu. Trời ơi. Như nếu phải cái này hòm bên dưới thì được. Nhưng mà thế à ông ơi, bây giờ mình muốn chế, mình muốn grab hai cái ấy vào thì grab vào bàn nào ấy. Grab cái gì? Grab cái ấy, ấy. Grab cái hai cái đồ ấy. Hai cái item ấy. Lông lông của con. À bàn này nè. Bàn nào? Nè, đây này. À bàn này à? Đây. Nhưng mà ông grab cái cánh cho xem nào. Tôi đang đi tìm cái lông của con ấy. Lông đầy đây, đây, đây lông tôi có 47 cái này. Thôi thôi. Tôi đâu bàn này tôi thử quáp được đéo đâu. Quáp được. Đấy, có quáp được đéo đâu. Làm nào để quáp nó. Cánh demon này. Đâu cái bàn này bàn chứa đồ ui, mà. Ui đâu, ui cánh demon. Ui. Nhìn chất vãi. Ui, bay bay bao nhanh luôn đúng không? Thử thử ra bay ngoài mà. Ra ngoài bay mà. Cánh cục cứt kìa. Bay mà bay bay bay. Có cao không? Cao ui cao vãi, kéo hiểu ạ. Tôi bay được qua cái nà này một tí rồi bay tí lên trời xanh ạ. Có thật á? Ừ. Thật đi đùa. Ông quay bay 230 mét rồi kìa. À đâu? Ông đây, ông đứng đứng ở đây, đứng đứng ở chỗ tôi, đứng ở chỗ tôi, đứng ở chỗ tôi. Đứng ở đây. Chỗ tôi là hai đứa cùng nhảy sao mà đứng đứng ở cái chỗ đấy sai đâu mà. À, hai đứa cùng nhảy nhá, hai đứa cùng nhảy sao mà được cao 1 2 3. 3 hay không nhỉ? Úi giời. Vẫn nhảy lên trên. Cao hơn một tí. Nó cũng lần được rồi. Cái chất nó cũng cao hơn. Thế. À cho ông này. Thôi ông cứ cầm đi. Ông mặc cái bộ đấy ông hợp với cái cánh hơn. Tôi mặc bộ này tôi cánh này nhìn đẹp. Thôi cầm đi. Để bắt tôi chế cánh thiên thần này tôi chơi. Thần đấy. Đấy hay không thì ông cứ cầm thôi. Gì cơ? Ông cứ cầm đi, bao giờ lấy cánh thiên thần thì bước tôi cánh đấy. Gì đâu. Thôi giờ tôi chế. Không biết nó có xài mất mana hay không thế nữa. Thế là vứt. Ui thiếu không ạ? Thiếu số hộp nai không ạ? Cái gì cơ? Xong thiếu, thiếu bao nhiêu? Thiếu 5. Đi, thiếu 5 cái á. Như gì vậy? Hay vậy. Đéo còn cái nào à? Không biết. Biết mẹ. Biết cô buồn. Không cầm cái cánh này đi. Tôi đâu cầm đâu. Không có giày đi trên nước không? Không, à có. Ôi như ông. Tôi vứt cái cánh cho ông rồi đấy. Và... nhau lên. Đưa. Dương vứt cho tôi. Ông mặc cái bộ quỷ ấy thì ông mặc có cái đấy cánh ấy đẹp. Tôi mặc cái bộ này mặc cái cánh ấy nhìn ngu lắm. Những hiểu bộ quỷ. Bộ ông bộ quỷ của néo rồi đấy. Bộ tôi bộ thiên thần, bộ tiên mặc đúng với cái cánh này luôn ạ. À. Tiền răng. Cái này có tốn mana không nhỉ? Không tốn mana luôn nhỉ. À có tốn. Nhiều cái đồ mình nếu biết làm gì mới cứ ông ơi crap ở đâu? Tôi đéo tìm được chỗ crap. Crap cái bản quan này đéo được đâu. Không ngáo à? Đây này. Đây này. Đâu? Đưa tôi grab cho. Đưa tôi. Đưa tôi grab. Tôi phải tự grab chứ. Ông ấn ấn lúc nào? Đi vào đây grab luôn à? Ông đi vào đây xong ông ấn crafting rồi đấy. Như kiểu ông đứng ở chỗ thợ rèn ông rèn thôi. Tôi ấn crafting à? Có thấy ra cái đéo ở đâu? Chắc ông thiếu đồ. Tôi cần nó bỏ cần mỗi hai cái này thôi mà. Gỡ. À gỡ ra đúng không? Ra. Ồ, quên mất. Mặt cút ngay. Đập ông. Đây chế được rồi, chế được cái này grab luôn. Ôi thật địch mẹ bị trừ mất còn có 1 mini speed ạ. Đi củi đấy, mẹ đã 3% đam của mình ạ. Cày ta xem cái hiệu ứng đó nhỉ. Hiệu ứng gì? À, đam mạnh hơn một tí, cái mưa sao băng nó đam nó lên thành 51 đam. Thế rồi. Ai, cũng hơi cù mắp. Để tao xem mấy cái đồ này của mình có chế được cái gì nữa không. Đánh tao đi, để tao cho mày chết. Mày nhòn này. Khó. Chỗ này khó. Mẹ thả con chết vậy. Mẹ không thả lúc nha. Ôi, tôi cảm giác còn yếu hơn thế nào ấy. Thả mấy con to có 11 máu ạ, à, nếu hiểu.
Để đi xem là còn craft cái gì ngon lành không. Chắc còn ngon luôn. Ai em chạy có ra cái gì không? Cái này mấy cái tay này ra được cái 5 đống dung nham ạ. Cái này mấy cái tay này mình có không nhỉ? Thử bật con lợn lên nào. Để lúc cần thì đâu thấy đâu. Tôi không cần nữa, có đầy à. Qua bên này không ơi, qua bên ấy đi. Bên này chơi. Từ từ tôi đang ấy, tôi đang thử xem thử craft đồ. Đang tìm cách để craft đồ. Craft mấy cái ấy ở đây. Craft mấy cái item mà. Xem có ra cái gì ngon lành không. Cái này mấy cái đồng hồ ra được mẹ phế thế. Ông vào hội thảo team care có đầy mà. Cái đéo ghép ra gì. Từ từ. Cái này ra đồ lặn đấy không ạ? Khó mà. Toàn mấy cái khó ấy, đéo hiểu. Tera đâu. Nhớ hồi trước có tên. Cái này 4 defense ạ. À. Ôi 4 defense ra được cái này không biết nó có ra cái gì không. Cái này 4 defense của mình đấy, không đùa đâu. 4 defense mấy cả. 4 defense mới cả một cái này. À đâu, phải cái này không? Đâu phải. Không ra gì hết. Mua ít đấy xong rồi đi tiếp. À cái này chế là kiếm ánh sáng này. Bây giờ bộ quần áo này. Ơ, à, cái đồng hồ bạc bữa ông cầm luôn nhỉ? Đồng cái hồ gì? Cái đồng hồ bạc ấy. Obsidian hồ... School, ông có cái Obsidian School không ơi? Là cái gì? Nhưng mà cái đồng hồ bạc bữa ông có cầm không? Còn một bạc nào, đéo nhớ. Ai mà nhớ được. Không hiểu giờ vứt đâu rồi ông mất luôn rồi. Có con mới à? Mới này không ơi? Đâu? Con này cũ mà, con này gì mấy lần. Tiếp theo tôi muốn vào con lợn này. Tao muốn vào mày. Tôi lấy gan này. Bữa ông bảo tôi làm cho ông đi dâu dâu lửa này. Tụi ông vứt bố. Dâu dâu gì? Hoa can đạo. Forever. Thử mấy cái xem có cái gì ta được cái gì ngon lành không. Bữa không được đống đâu. Cái củ cải mới ở cái này ra được. Thôi phế. Toàn mấy cái đéo gì. Mấy cái này nhìn lạ vãi đấy rồi là cái gì luôn. Cái này mấy cái Divinhamet này là cái đéo rồi nhỉ. À có hai cái này cũng khá ngon đấy chứ. Chế ra cái này xong rồi chế ra cái bộ đồ đạn xịn. Tôi cứ để hết trong con lợn này đi. Gọn cái đồ đạc vào. Ở đây nè. Xuống gì? Thì xem cái này chế được gì. Cái này nhìn giống cái gương. À, mấy cái item ông còn không? Còn, để ông hộp hết mà không nhớ chỗ nào. Làm thấy cái này đúng là kiểu mà để, đéo nhớ cái chỗ đây mình để chỗ nào luôn. Rác một đống là. Ôi đi, trời ơi, tôi ngu rồi.
cái gì? À, mình có một cái áo choàng ghẻ ở đây thì mình không ép bằng áo choàng ghẻ, mình ép bằng áo choàng xịn. Mất mẹ cái áo choàng xịn rồi. Áo choàng gì? Áo choàng màu tím tím ấy. Ừ. Ở đây có này. Gì? Giờ quan trọng gì? Giờ không có cái thôi áo cần nữa. Mất mẹ 4 defense cái áo choàng rồi. Sao defense của ông hơn tôi? Có cái gương gì đấy? À cái này cái gì đấy? Nhìn lạ vãi. Mẹ giờ tìm trong cái đống đồ của mình, đống đồ đéo hiểu mình kiếm được từ bao giờ nhưng mà kéo vào dùng đến. Ông vào wiki một đống này. Dễ tìm hơn. Cái này cái mũ đúng không? Nhớ đồ mình cứ... Nhiệt kế này. Đó, tốt nhất mấy cái item này mình cứ cầm ra tay. À, mình cứ cầm theo người này. Mình có con lợn này để đồ mà. Tội gì không cầm theo. Tiền đầy này. Trong con tôi thả con lợn xem trong con lợn ông có tiền không nhá? Con lợn của tôi với con lợn của ông khác nhau ấy. Ờ. Lấy thật. Ra đây. Ở đây Ocean School đây. Có Ocean School đây nhưng mà. Đưa cho ông làm quái gì? Để tôi đưa cho con lợn này. Trong con lợn của tôi ông có tiền không? Con lợn đây cũng có ấy mà. À đấy. Không lấy được đâu. Mẹ nhiều quá. Nhiều hình nhân quá. Nếu hiểu trong máy ông đựng hình nhân vứt bớt đi. Đi mẹ đây lại có một cái nữa này. Vứt bớt hình nhân đi. Có Star Cannon này, 55 đam này, không dùng à? Star Cannon này gì? À cái này có đạn. Thử nhau cái gì đấy? Nó thẳng ra rồi, bây giờ anh em mình chưa hơi lâu, vẫn chưa hết 100%. Không biết nó có cái gì. Cái gì? Em mình chơi game này lâu rồi, không biết cái game này 100%. Ông cần tiền gì? Này tiền đây, đống này. Đấy, tiền đấy. Để tôi thả con lợn ra. Để tôi thả con lợn ra một đống tiền này. 99 vàng này. Trong con lợn ông có đồng nào không? Không. Không cần bao nhiêu tiền. Thôi được rồi, đi tiếp ông ơi. Đi qua ấy chơi đây. Tôi có tổng cộng 299 tiền đúng không ạ? Vốn á. Ồ. Thằng Brian đâu? Tôi xem cái mặt của nó. Thật à? Ừ, 299 vàng này. Tôi thấy giữ một đồng luôn. Này đéo ép cái gì? Ui cái này lắp vào cái nhiều thứ đấy. Ui rồi cần nhiều thứ đấy. Đéo hiểu đâu được cái gì mà nhiều cần đống thứ ạ. À. Cái này mới đồng hồ này. Mấy cái này này. Ra là cái này. Đồng hồ mình có không nhỉ? Trong hồ nhớ hồi trước mình có mấy cả cái vòng này hồi trước mình cũng có nhưng mà nếu bây giờ vứt đâu rồi.
Gold Watch. À là cái GPS. Ở Wiki lên giống. Cái bình sữa ở trước tôi nhớ nó có mà nhỉ. Cái này được double jump mà. À cái này để double jump thôi. Cái này để rơi chậm hay cả double jump rơi chậm. Help me. Cái này ôi chống lốc bách mấy cả chống fire block. Thử nhá, thử up vào mà. Cái này 20 mana không quan trọng lắm. Ok, hai cái này thôi up vào với nhau này. Hoặc là up vào cái giày này cũng được này. Nhưng mà cái giày này mình đang 4 defense, mình đang muốn ông có cái giày đi trên nước ông đố mẹ. Không, ông kia không có đâu, không có đâu. Cái giày này mới cái rốc két bot. Tôi lỡ ghép thành cái lava mới thở. Đấy tôi cũng đang có định ý định ghép rồi nhưng mà tôi sợ mất 4% defense của tôi lắm mẹ. Thôi ghép thành cái khiên vậy. Đáng nào mình phải để cái bàn chế độ đặc biệt ấy, mình phải để bên này nó mất chạy mất thời gian quá. Ôi cái cây sáo. Đây tôi chế được cái khiên này khiên chống lava này phải. Ui 4% đam luôn, phê. Ui được quả dòng 4% đam không ạ? Chết mẹ, cứ nhầm dây mạng rồi. Mời tôi lại luôn. Đéo hiểu. Ê mà khiên xịn đồng ơi. Quay. Khiên này vừa chống nốt bách này vừa chống fire block này. Khiên gì? Khiên mà chế từ option school này. Sao tôi vô lâu nhỉ? Này còn cộng thêm 400 đam nó phê vãi. Cái lửa này mình có thể up ra cái gì không nhỉ? Đúng rồi mình quên mất không xem. Quên mất không xem kỹ. Đây có gì không? Tự nhiên đút nhầm cái không? Night vision. Platinum khoan Platinum à. Được thế 4% đam rồi, phê vãi. Không được khiên gì. Khiên tím. Khiên này nhớ có thể chống một lava này phải. Cái này mới có găng tay. Cái này không biết là lấy ở đâu ra nhỉ. Mình muốn up quá. Trước mình nhớ mình có cái này mà giờ đéo biết là đâu. Mũ chế được cái gì không? Đều chế được cái gì? Cái này chế được cái gì không? Phải rồi. Elemental. Làm sao ông làm sao? Cái gì? Ông. Chả sao cũng vào lại game đi. Thôi đã cắt đồ vào lợn thôi. Mấy cái phở le phở lùng vứt mẹ đi. Thật là ông cha con cái này rồi. Mở lâu gì? Cái gì? Ông đang làm kéo lâu đấy. Thử ra hỏi thằng này thêm mấy cái này điểm đéo. Cái áo choàng đen này kiếm hòm nó cất mẹ vào. Cất trong cái tủ ấy rồi. À đấy, tủ ấy tủ áo. Vật mẹ này, tập này gầm này béo.
Cái mũ này hình như mình có thể nhìn được cái đéo gì. À nhìn nhìn trong bóng đêm nó sáng hơn một tí. Cũng có tác dụng đấy, không phải là phế vật đâu. Nhiều đồ quá. Thả mẹ mấy cái mắt để nó đánh cho nó đỡ mất slot. Vậy chưa? Đâu vậy? Đang bảo này. Ai biết được. Cái lần để chế mũ lên chả để làm đéo mẹ ăn. Đâu lâu đi nhỉ? Ông áo ra vào lại đi. Vitamin ạ. Ôi gạt đấy xem. Ôi chết rồi. Ở đây thì mẹ tổng mất đi ạ. À, cái này để triệu hồi skeleton mà, nếu hiểu. Mũ có thể nó đẹp thì phải. Okay. Flare vứt mẹ. Mấy cái súng bắn flare chắc cũng vứt sơ đi. Snowball này bắn vứt mẹ đi. Phế lắm. Nếu hiểu. Không làm gì đây. Ăn vô này. Ơ con rợn mình đâu á? Con chạy. Ao ra vào lại đi. Mời tôi đi. Mời đi mà. Khổ ghê.